CT bao nhiêu rồi chủ tịch? Gì? Và CT bao nhiêu rồi? 5 rồi. Ơi. CT bao nhiêu chỉ số virus đấy? Khi hải ké được hỏi là Văn Toàn và Brandao thì ai mạnh hơn? Văn Toàn và Washington, Brandao ai nguy hiểm hơn? Cái đấy thì thực sự là hai người đều có những điểm mạnh riêng, nên là hai người đều có những cái sự nguy hiểm riêng của hai bạn đấy. Anh lên treo sữa rồi anh lên. Cảm ơn anh. Nói luôn sao? Trên đi. Con anh chờ đón cho luôn. Cảm ơn anh. Mời cho đi. Bye bye. Bye bye. Em bước đi, đi bước đi, đi bước đi. Don't
girl bonanza. Shake your body like a belly dancer.